Thì lần đầu tiên chúng tôi được đến thăm lăng Lenin, cả đoàn người nào người đấy trịnh trọng ăn mặc com lê của Bộ trưởng Tạ Quang Bửu phát cho, trông có vẻ oai oách lắm, nhưng mà đối với người nước ngoài lúc bây giờ, đối với người Nga lúc bây giờ chắc buồn cười. Vì đôi giày của chúng tôi không phải giày êm như hiện tại, mà nó là đôi giày đóng đinh với cái đế gỗ, mà vào lăng nơi thiêng liêng như vậy không một tiếng động nhỏ, thì mấy chục anh em đoàn Việt Nam chúng tôi dù đã hết sức cố gắng nhưng đôi giày vẫn nện gõ từng tiếng như là gõ mõ, làm cho người Nga và người nước ngoài vào lăng viếng Lenin họ đều nhìn và họ đều suýt, cố ý nhắc chúng tôi là không được ầm như thế.